nửa đêm, thanh niên đàm thoại trực tiếp trên camera, khiến người xem vốn yêu bóng vía sợ đến mức phát khóc, còn ông anh thì cười như được mùa. Kìa hướng muốn này kìa. Ra đi chơi nè bao. Để kiếm, để kiếm. Lâu cũng biết. Rồi sao ra kêu nào mà kêu nào mà vậy? Chưa, không có kêu, có kêu đâu. Chưa kêu gì. Mà coi nghe nó nói gì. Im lắc nha, đừng lắc im. Đang kiếm cái gì á? Nhắn tin. Đang kiếm mà ai kêu á? Quý không hiểu à? Ôi. Anh đừng có nói nó biết camera, chùm là đầu là biết camera. Kêu bà. Bùi. Bảo nhanh Bảo ơi. Ra đi chơi nè. Kiếm. Rồi chọc nhau. Này mày. Kiếm. Kiếm. Kiếm.